Nếu có ai đó cần mình tư vấn về một chiếc đồng hồ, thiết kế đẹp, bền bỉ, pin trâu và đặc biệt là giá cả hợp lý thì chắc chắn mình sẽ recommend chiếc đồng hồ này, Huawei Watch GT3. Sau một năm chơi qua thì em nó vẫn có chỗ đứng trên thị trường. Vậy em nó có đặc điểm gì thu hút? Hãy cùng mình tìm hiểu sau intro nhé! Và trên tay mình đây là chiếc đồng hồ Huawei Watch GT3 bản 42mm dây da. Bởi vì tay mình khá là nhỏ thế nên là mình sẽ không đeo chiếc đồng hồ này và mình sẽ nhờ một bạn nam cũng là người sở hữu chiếc đồng hồ này lên để đeo cho mọi người xem nhé. Về cơ bản, đây là một chiếc đồng hồ có size khá là vừa vặn so với cổ tay các bạn nam. Nhìn nó vẫn mang một nét gì đấy thanh lịch sang trọng nhưng không kém phần thể thao. Và thậm chí nó còn có cái always on display, chạm vào một cái có thể làm sáng màn hình chính. Khung viền được làm bằng thép và tổng quan thì phần hoàn thiện của em nó vẫn khá là ngon. Tuy nhiên thì lật xuống mặt dưới của Huawei Watch GT3 được làm bằng khung nhựa, nó sẽ bớt sang chảnh hơn nhưng sẽ giảm thiểu được chi phí giá cả. Và mình sẽ không lấy làm phiền vì suy cho cùng đây cũng chỉ là mặt sau của chiếc đồng hồ, thậm chí rất nhiều đồng hồ cao cấp trên thế giới cũng sử dụng nhựa để làm mặt sau. Tiếp theo về phần dây đeo thì chiếc đồng hồ này sẽ mặc định là dây đeo silicone, khá là dẻo và dễ đeo. Tuy nhiên với cái ngàm 22mm như thế này thì bạn có thể thay đổi bất cứ dây nào mà bạn muốn. Nói chung là cái gì càng đơn giản thì càng dễ custom theo ý thích của mình. Đi vào phía sâu của màn hình thì đây là chiếc màn hình AMOLED, hiển thị rất đẹp. Sử dụng con này cũng khá là lâu rồi và đương nhiên độ nhanh nhạy của nó cũng bị xuống cấp ít nhiều. Tuy nhiên dù em nó có hơi chậm thì vẫn chính xác, không có chuyện bấm vào là đơ một cục hay là không phản hồi. Tiếng Việt thì được hỗ trợ và yên tâm là sẽ không có trường hợp xảy ra lỗi phông chữ. Các tính năng ở đây chúng ta có thể sử dụng như nhịp tim này, SpO2, mức độ căng thẳng hay là có những bài luyện tập sẵn để cho bạn luyện tập. Nền màn hình thì đây, quá nhiều sự lựa chọn, phần miễn phí rất đẹp nên là mình nghĩ là bao giờ xài hết cái đống miễn phí này thì mới cân nhắc là chuyển sang cái trả phí. Đây, ấn thử vào phần trả phí cho các bạn xem. Ở đây thì các nhà sáng tạo có thể up các mẫu của mình lên, mọi người thích thì mọi người có thể mua và từ đó các nhà sáng tạo cũng sẽ nhận được tiền. Thì em này có cái loa ngoài ở đây và hệ thống micro mình phải dùng một từ là xuất sắc. Nghe gọi thì cực kỳ to, rõ và bắt mic siêu nhạy. Mỗi lần đang đi trên đường thì thay vì phải mở túi, cầm điện thoại, vuốt vuốt rồi đưa lên tai nghe thì chiếc đồng hồ này chỉ cần một thao tác là đưa lên, mắt vẫn nhìn đường, tai và miệng nghe gọi, giảm thiểu nguy hiểm xe cộ xuống nhiều lần luôn. Tiếp theo về phần pin thì khi hồi đầu mới ra mắt, mình được nghe về độ khủng pin của em này rất là nhiều và khi bạn mình sử dụng cũng như là mình test với em nó thì mình chắc chắn một điều rằng pin của chiếc đồng hồ này rất là trâu. Mình đang sử dụng như một người dùng cơ bản như xem thông báo, nghe gọi, xem giờ, thi thoảng có bật tí theo dõi sức khỏe thì em nó vẫn sử dụng được hơn chục ngày, số thời gian hơn cả mức mà nhà sản xuất đưa ra. Đương nhiên thì thông số mà nhà sản xuất đưa ra đã bao gồm theo dõi nhịp tim sức khỏe 24 giờ, kích hoạt Huawei True Sleep, hệ thống GPS, màn hình bật lên 200 lần mỗi ngày, nghe gọi 30 phút mỗi tuần, nghe nhạc vân vân, thì em nó vẫn giữ được số pin kéo dài trong vòng 1 tuần. Bản thân của mình khi đeo đồng hồ thì sẽ hay quên sạc và khi sạc thì sẽ hay quên đeo lại. Nên là việc giảm thiểu số lần sạc là một điều mà mình cảm thấy rất thích thú ở em đồng hồ này. Sạc pin thì sẽ có đầu nam châm từ tính ở đây và thao tác hút, chạm, thế là xong, nhanh gọn lẹ. Tóm lại, theo bản thân mình cảm nhận thì Huawei Watch GT3 vẫn là một chiếc đồng hồ mà các bạn có thể cân nhắc sử dụng trong mức giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo được các yếu tố như bền bỉ, nghe gọi thông minh, pin trâu, ngoại hình thì đa dạng, dễ dàng thay đổi theo từng phong cách. Còn các bạn thấy sao? Hãy comment bên dưới cho mình biết với nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!